Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng kinh hãi 15 người Việt vượt chốt trong thùng đông lạnh. Đại dịch Covid-19 cùng chính sách bạo lực hà khắc của chính phủ Việt Nam đã gây nên một sự kiện mà ai cũng phải rùng mình và liên tưởng đến cái chết tập thể của 39 người Việt Nam trên xe đông lạnh ở Anh vào hồi năm 2019. Cảnh sát Việt Nam đã sững sờ khi phát hiện 15 người, trong đó có cả trẻ em, bị nhét trong thùng xe đông lạnh. Họ đều vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình dài hơn 50 km. Đây là một điều ô nhục cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh 15 người dân trốn trong thùng xe tải đông lạnh để vượt chốt bị cảnh sát giao thông Bình Thuận phát hiện. Đó là chuyện tưởng chừng như phim vừa xảy ra vào đêm qua 12 tháng 9 ở Hàm Tân, Bình Thuận. May mắn là cảnh sát giao thông đã phát giác kịp thời và chưa ai bị chết. Sáng ngày 13 tháng 9, các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tài xế, hành khách và xe đông lạnh chở 15 người thông chốt như trong phim. Theo diễn biến vụ việc, vào khoảng 22 giờ tối ngày 12 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Bình Thuận phát hiện một chiếc xe đông lạnh biển số 51D đậu tại khu vực quán cơm tại xã Tây Đức và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trong quá trình làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn, 39 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam đã khai báo có nhiều mâu thuẫn nên tổ tuần tra yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện bên trong có 15 người cùng hành lý ngổn ngang. Đây quả thực là một sự kinh hoàng, nó diễn ra không phải ở nơi đâu xa lạ mà ngay tại quê hương Việt Nam, nơi ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thường tự hào để đưa người dân lên chủ nghĩa xã hội. Tổ tuần tra đã ngay lập tức áp tải xe đông lạnh cùng người về chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc. Tại chốt, cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm và kết quả âm tính còn hiệu lực. Qua làm việc, tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người trên từ một số xe khách để thông chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng trên mỗi người. Qua lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhận định sẽ có xe khách đang đợi để nhận người nên nhanh chóng truy tìm đón lõng. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một xe con mang biển số 61A đang đậu trong một cây xăng thuộc địa bàn xã Tân Đức nên cũng tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, tài xế Ngọ Văn Vũ, 37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, khai nhận đang đậu để chờ xe đông lạnh trên chuyến xe để chuyển khách. Tổ tuần tra áp tải xe này về bốt để tiếp tục làm rõ. Qua đấu tranh với tài xế là Vũ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định vẫn còn một xe khách khác cũng đang chờ nhận người từ xe đông lạnh nên tiếp tục truy tìm. Quả thật, sự việc này đã gây sững sờ không chỉ cho người dân Việt Nam mà cả cho những cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài. Đây là hình ảnh hành lý ngổn ngang cùng với 15 người nhốt kín trong thùng xe đông lạnh, hầu như mong rằng họ sẽ về được Huế và Quảng Trị, nhưng con đường đã dừng lại ở đây. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện thêm một chiếc xe con mang biển số 75A đang đậu trong khu vực sân bãi của một cây xăng nên cũng tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, 42 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, khai nhận đang chở xe đông lạnh đến để chuyển khách. Tổ tuần tra đã áp tải tài xế Hùng và phương tiện về chốt kiểm soát để làm rõ sự việc. Tại chốt, cả hai tài xế Hùng và Vũ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau. Khi đến khu vực bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cả hai liên hệ với tài xế xe đông lạnh Lê Văn Tuấn để chuyển khách nhằm thông chốt. Tài xế Tuấn đã dùng xe tải chuyển khách chót lọt qua nhiều chốt kiểm soát, nhưng đến khu vực chốt kiểm soát Tân Đức thì đã bị phát hiện. Lực lượng tại chốt Tân Đức đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao cho thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành vi đối với các trường hợp nêu trên về vi phạm có quy định về phòng chống dịch. Qua vụ việc này, người dân sẽ càng thấy chính quyền Việt Nam làm chưa đủ, chưa đúng. Để người dân phải gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ đã phải chịu đưa tính mạng của mình đến những nơi nguy hiểm để mong rằng về quê. Đây là điều nhà nước còn rất yếu kém với người dân. Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu cả ba tài xế và những người trên xe chuyển hướng quay về Đồng Nai, không cho tiếp tục lưu thông vào địa bàn tỉnh Bình Thuận. Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính
vì hành vi không có giấy phép lái xe và tạm giữ ô tô biển số 75A để tiếp tục điều tra xử lý. Lực lượng chức năng cũng tại chốt cũng đề nghị công an huyện Hàm Tân phối hợp cùng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, phương thức hoạt động của các đối tượng nêu trên. Và nếu vụ việc này chỉ bị chậm phát hiện một thời gian hoặc là chiếc xe chót lọt chạy thêm một đoạn nữa thì cũng có rất nhiều khả năng người trên xe sẽ có người chết ngạt. Đây là hình ảnh chiếc xe đông lạnh tại hiện trường vào sáng hôm sau nơi đang bị tạm giữ. Bình luận về vụ việc này, nhà báo Trương Huy San tức là Huy Đức viết trên Facebook của mình như sau: chống dịch hay chống lại con người? Trước khi trách cứ tài xế và những hành khách liều lĩnh này, hãy chấn chỉnh ngay cách chống dịch không dựa trên căn cứ khoa học. Chống dịch chứ không phải là chống lại con người. Phải đặt mình trong vị trí của những người bị nhốt lâu trong khu phong tỏa. Nguồn sống cạn kiệt, dịch bệnh đe dọa mới hiểu vì sao có những người dám thách thức mạng sống của mình đến như thế. Hôm qua, một người dân ở ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội có con nhỏ bị ốm mà không cách nào xin được dân phòng ra ngoài đi mua thuốc. Người dân lên tiếng trong group chất Hà Nội có hàng trăm ngõ ngách, đường, phường bị rào chắn như thế nào. Có những nơi bị bịt kín, nhỡ cháy, nổ hay người dân cần đi cấp cứu thì không biết ứng phó ra sao. Nhà báo này nói tiếp: tôi không hiểu nỗi sợ hãi của chính quyền các cấp là gì mà chống dịch kiểu thiếu suy nghĩ và bất chấp cơ sở khoa học như thế. Nhà báo Trương Huy Sang cũng nêu quan điểm qua câu hỏi chất vấn của mình và cộng đồng mạng đã chia sẻ và bình luận rất nhiều về ý kiến của ông. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hà Phan cũng đưa ra bình luận tiếp theo: tôi không cổ vũ hay binh vực cho việc làm quá nguy hiểm và có thể giết người của tài xế. Anh ta phải bị phạt nặng. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao bà con lại phải làm thế, bất chấp nguy hiểm, rủi ro quá lớn, thậm chí có thể mất mạng để được về quê. Rồi những ngày giãn cách sắp tới, khi tiền bạc cạn kiệt, phía trước mờ mịt, thì biết bao nhiêu người xa quê hương vất vưởng đất khách sẽ như thế nào đây? Vẫn biết có những gói an sinh hay gói hỗ trợ này khác, nhưng có lẽ phải thế nào họ mới ra đi nguy hiểm đến như vậy. Và Phú Yên thì đã đưa hàng chục ngàn người về quê an toàn, bài bản, trật tự. Bình Định cũng làm được ít nhiều, một vài tỉnh thành khác lúc có lúc không, và Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh tạo điều kiện cho bà con về. Đây là hình ảnh cuộc di tản về quê của người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh dọc quốc lộ 1A và quốc lộ 14 vào hồi tháng 8 vì phong tỏa do Covid-19. Đầy những hình ảnh gây đau xót. Hơn lúc nào hết, nên giang tay đón dân về quê của mình, đó là nghĩa tình, là cả đạo lý. Đừng để có thêm những thùng xe đông lạnh đầy người như vậy và những điều thê thảm có thể xảy ra. Nhà báo Hà Phan đã nêu ra quan điểm như vậy. Và tang tóc chuông quê hương là tựa đề bài bình luận của Facebook Phạm Minh Vũ về sự kiện này, được trình bày như sau. Trong buổi phát hình trực tiếp, dân hỏi thành phố trả lời hôm 10 tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Gò Vấp nói rằng có 100% người dân nhận được hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 là 98%. Ngay lập tức, hàng ngàn bình luận và sự phẫn uất nói rằng họ chưa có ai nhận dù chỉ một đồng từ đầu dịch cho đến nay. Một sự lươn lẹo và dối trá trắng trợn đã bị dân ngay lập tức lật tẩy ngay tại buổi phát hình trực tiếp. Trên thực tế cho thấy các bình luận đó là sự kêu ca thật, vì không chỉ có Gò Vấp mà cả Việt Nam có nhiều tỉnh tới nay chưa rót một đồng nào cho dân cả. Ngay sau sự lươn lẹo của Chủ tịch Gò Vấp nói trên diễn đàn, trên mạng xã hội đã có các group khác kêu đói hàng loạt, đọc những lời cầu cứu hình như đã tới tận cùng của thống khổ. Mấy hôm nay trên mạng xã hội lại có nhiều hình ảnh dương cờ trắng, có lẽ đây là những hình ảnh ở các khu trọ nghèo. Họ dương vải trắng, một chỉ dấu để hầu mong tìm thấy sự trợ giúp của người khác vì họ đang rất thiếu lương thực. Một dấu hiệu cho thấy tang tóc đang bao phủ khắp nơi trên đất nước này. Với cách chống dịch cực đoan, lấy cái sai này để sửa cho cái sai trước, chống dịch bằng chỉ thị, bằng nghị quyết của Đảng chứ không phải phương pháp khoa học khả dĩ nào. Cho nên Việt Nam mới tang tóc như bây giờ. Hôm nay người ta treo vải trắng để cầu cứu, thế mà chính phủ đâu có nhìn tới. Sáng nay vào ngày 13 tháng 9, 15 người bao gồm một trẻ em được tìm thấy nhồi nhét trên thùng xe đông lạnh. Họ là những người chị Thiên dạt vào Nam sinh sống, bao tháng thất nghiệp, phong tỏa, cứng ngắc. Càng chống dịch thì các ca nhiễm càng tăng và tử vong càng lớn. Họ không thể ở Đồng Nai được nữa mà về quê không thể, đành thuê xe đông lạnh để tránh chốt mới hy vọng trở về. Đi tới Bình Thuận
thì bị phát hiện trong tình trạng khó thở. Đây là hình ảnh tài xế Lê Văn Tuấn bị công an Hàm Tân tạm giữ. Kinh hoàng, may mà phát hiện ra được, không thì số phận họ có khác gì 39 người Việt Nam bị bỏ mạng ở Anh vào hồi năm 2019. Không dám tưởng tượng họ đang trốn chạy khỏi thảm họa, nhân tai đang ập đến hay họ đang tìm sự sống. Dù là lý do gì để việc xảy ra như thế, đây rõ ràng phơi bày sự yếu kém hoàn toàn trong cách chống dịch của chính phủ. Thể hiện sự bất tài và bất lực của một nhóm ra quyết sách không có đầu óc kỹ trị mà lại mang tính lý luận giai cấp. Nhìn một nhóm dân đen chui trong thùng xe đông lạnh, ta cảm thấy rùng mình, sao phải khổ tới như vậy. Tháng trước, ông Bí thư Tam Kỳ chở con ra Hà Nội tới Nội Bài để đi du học, có vẻ chênh lệch giữa quan và dân thấy rất rõ mà cũng đúng. Dân từ xưa đến nay gọi là dân đen, có ai đỏ bao giờ? Sẽ có người trích móc rằng sao lại nguy hiểm đến thế, ở một chỗ có sao đâu. Vâng, khi bạn đã ở trong hoàn cảnh sống thiếu thốn và bất an như họ mới hiểu, không về với cách chống dịch sai lầm này thì biết bao giờ cho họ đi làm. Trong thời gian chờ họ ăn bằng gì, gói hỗ trợ của chính phủ ư, trên TV hay trên mặt báo Nhân dân đây. Cho dân 1,5 triệu, làm đủ trò cắt xén, ăn chặn. Thế nhưng, con nghiện Bộ Giao thông Vận tải lại xin thêm gần 9 triệu đô la để đổ vào cục sắt ô nhục mang tên Cát Linh, Hà Đông để mua thuốc. Lần rót gần 9 triệu đô la này, nó tương đương với 3 xe container chất đầy tờ tiền 200.000. Dân đang kêu đói mà lại lấy tiền quẳng xuống sông thì có khốn nạn bằng cách nào như vậy? Nếu cách chống dịch sai lầm như thế vẫn duy trì, không thay đổi sang một giải pháp khoa học hơn, chính phủ vẫn phớt lờ, không lo cho người dân. Tới lúc đó, nhà hảo tâm cũng sức cùng lực kiệt, thì không chỉ hôm nay một xe đông lạnh chở người còn sống như thế nữa, có khi tới thẳng lò thiêu luôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 14/9/2021 với bản tin Thủ tướng kinh hãi 15 người Việt Nam vượt chốt trong thùng xe đông lạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.